Từ cổ xưa tới nay, ở các dân tộc trên thế giới, một nguyên tắc đã định hình: sống càng giản dị, càng gần gũi, càng được dân tin, dân yêu. Và chỉ khi được dân tin, dân yêu thì lời nói, việc làm của người cán bộ, đảng viên, của đại biểu, dân cử mới thực sự có hiệu quả, mới phát huy được vai trò. Và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một con người hòa mình bình dị vào quần chúng, là cán bộ đảng viên nắm được tâm tư, nguyện vọng, thấu hiểu những khó khăn vất vả của bà con nhân dân, thấu hiểu để điều tiết hành vi của chính mình, quý trọng từng đồng tiền bát gạo, mồ hôi, xương máu của đồng bào và phát huy thành quả trong hiện tại, tương lai. Giá trị của nền độc lập, tự do ngày nay là kết quả bao xương máu của bậc tiền bối đổ xuống. Lối sống mà xa hoa, hưởng lạc, cá nhân ích kỷ, tiêu tiền như tắt nước, thể hiện quan cách trịch thượng, kiêu ngao, là những thứ đối lập với đời sống giản dị, mộc mạc của đồng bào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tâm niệm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ Chủ tịch Chính phủ cho đến người chạy giấy, người quét dọn trong một cơ quan nhỏ, đều là những người ăn lương của dân, làm việc cho dân, làm việc phải đến đúng giờ, chớ đến trễ về sớm. Phải nhớ rằng dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những giờ đó. Ai lười biếng tức là lừa gạt dân. Dư luận trong những thời gian gần đây có nhiều đồn đoán về người kế tục Bác Trọng khi hết nhiệm kỳ, bởi Bác năm nay cũng đã 80, sức khỏe không còn đảm bảo như trước. Bác Trọng đã nhiều lần xin nghỉ. Bác nói rằng: bây giờ tôi không khỏe lắm, tuổi cũng đã cao, cũng xin nghỉ được rồi. Thế nhưng đại hội bầu phải làm, đảng viên thì phải chấp hành. Vâng, kính thưa quý vị, trước con người tài đức như vậy, và liệu rằng trong tương lai ai mới có đủ đức, đủ tài để thay thế Bác Trọng? Trước khi đi vào vấn đề nội dung chính của video, quý vị nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh. Còn bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nội dung chính của video ngày hôm nay. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: gốc rễ của đạo đức, phong cách bình dị, liêm chính chính là tấm lòng vì nước, vì dân, vì lợi ích quốc gia tập thể. Trong đời sống, chỉ những ai có được những đức tính đó, không mưu cầu, vụ lợi cá nhân mới có thể làm được, mới hành động một cách tự nhiên hương, chứ không phải là sự khiên cưỡng, giả tạo. Bất cứ ai để chủ nghĩa cá nhân chi phối, để chủ nghĩa thực dụng lên ngôi, tất không thể làm được. Có ý kiến cho rằng, thời kỳ Bác Hồ, đất nước còn chiến tranh, gian khổ, nên cán bộ đảng viên ngày đó muốn xa hoa cũng không được. Quan niệm như vậy là sai lầm. Như vụ án Trần Dụ Châu cho chúng ta thấy, ngay trong điều kiện chiến tranh, bộ đội, nhân dân sống chắt chiu từng củ khoai, củ sắn. Ấy vậy mà cán bộ như Trần Dụ Châu đã dùng thủ đoạn vơ vét, hưởng lợi, sống xa hoa, mở tiệc tùng, linh đình, tham nhũng của công, ăn chặn tiền, trợ cấp của bộ đội chúng ta. Ông Châu còn tuyển người, thải người theo sở thích cá nhân, vung tiền bao gái. Những thực tế đó cho thấy, nếu không rèn luyện, tu dưỡng thì lòng tham vụ lợi của cán bộ, đảng viên sẽ trỗi dậy bất cứ lúc nào. Bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ là hiểm họa cho nhân dân nếu tiếp tục để nó sinh sôi nảy nở. Ngày nay, trong điều kiện kinh tế phát triển mở cửa, hội nhập bài học về tu dưỡng đạo đức lối sống càng trở nên cấp thiết. Với cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ chức vụ cao trong bộ máy đảng, nhà nước, lối sống thanh bạch, giản dị, khiêm nhường trong điều kiện đó càng gần dân, càng được dân tin yêu. Và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là con người như vậy. Như nhà báo Dương Đức Quảng từng kể rằng, khi là bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng vẫn lặng lẽ nhờ người chở mình đi xe máy về thăm khoa văn trong sự xúc động của thầy cô và bạn bè. Vẫn chỉ coi mình là một người học trò trở về thăm trường, thăm thầy cô, bạn bè. Người cựu học trò năm xưa không hề khoa trương mà rất đỗi, gần gũi, bình dị. Và ngay cả khi là Tổng Bí thư, phong cách đó cũng vẹn nguyên khi về dự gặp mặt lớp cũ. Xin cho em, cho tôi bỏ một chức tước bên ngoài căn phòng này. Em đến đây mãi mãi là học trò của các thầy, các cô ngày nào. Tôi đến đây mãi mãi là bạn học của các bạn, chức tước như phủ vân. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho biết, ông là người tiếp xúc nhiều với Tổng Bí thư và luôn cảm nhận sự ân tình, mực thước, bình dị của người đứng đầu đảng ta. Một cuộc sống giản dị đến thanh đạm như vậy, điều đó xuất phát từ công cuộc, từ đạo đức cách mạng của một người mẫu mực. Đó là người giữ gìn danh dự cá nhân,
hòa chung với cuộc sống của đại đa số đồng bào khi đất nước còn khó khăn. Nhắc lại những câu trong tác phẩm nổi tiếng Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Liên Xô Nikolai, cái quý giá nhất của con người đó là cuộc sống và danh dự, vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên không hề biết sợ. Và lời của nhà thơ Tố Hữu, còn một giây, còn một phút tàn là vẫn còn chiến đấu quyết không thôi. Nói qua về con đường sự nghiệp của bác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vậy con đường sự nghiệp cách mạng của bác như thế nào? Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Hai cụ tân sinh đều làm ruộng, sống ngay thẳng, nhân hậu và giữ nếp gia phong. Các anh chị em đều thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Năm 1947, bác Trọng theo gia đình tản cư lên Thái Nguyên. Năm 1950, bác Trọng hồi cư về sống trong vùng Tề, hàng ngày chứng kiến biết bao nhiêu đói khổ, giặc Pháp lùng sục, vây giáp bắt bớ, tra tấn cán bộ du kích Việt Minh. Làng xóm lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Năm 1952, bác Nguyễn Phú Trọng bắt đầu đi học ông giáo trưởng làng, một ông giáo già, đức độ nhưng nghiêm khắc. Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, quê hương giải phóng, Nguyễn Phú Trọng được đi học trong không khí hòa bình, phấn khởi. Lớp 2 và lớp 3, ông học ở xã nhà. Khi lên lớp 4 thì ông phải đi học xa, vì hai xã mới có một lớp. Lớp học là một gian tảo mạc, toành toàng của khu đình cổ. Được cái, bác Trọng học rất sáng dạ, nên năm nào cũng đứng ở top đầu. Từ năm 1957 đến năm 1963, ông học trường cấp 2 rồi cấp 3 Nguyễn Gia Thiểu đóng tại Gia Lâm, Hà Nội. Ngay từ nhỏ, bác đã rất thích văn học dân gian và thường ước mơ theo nghề văn hoặc nghề báo. Nên học hết lớp 10, ông thi đỗ ngay vào khoa văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1963, năm 1967. Trường sở lúc này còn phân tán, năm đầu học ở khu Chùa Láng, năm sau chuyển về Mễ Trì. Và từ năm 1965 đến năm 1967, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội sơ tán lên Đại Từ, tỉnh Bắc Thái, nay là Thái Nguyên. Đó là giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang hồi quyết liệt, nhưng thầy và trò nhà trường vẫn nêu cao quyết tâm dạy tốt và học tốt. Cuối năm 1964 đến đầu năm 1965, trong không khí sục sôi đánh Mỹ, thanh niên, học sinh đua nhau viết đơn bằng máu tình nguyện xin vào miền Nam chiến đấu. Hối hả luyện tập, tập trận giả, tập hành quân, báo động, đào hào, đào hầm. Một số thanh niên lớp ông lên đường vào Nam chiến đấu, một số phải ở lại để tiếp tục học tập, chuẩn bị hành trang tri thức phục vụ cuộc xây dựng đất nước. Ông thuộc nhóm thứ hai, mái trường đại học đã chấp cánh cho ước mơ của ông. Ông được học văn học ngành mà ông hằng yêu thích và bác Trọng học vào loại giỏi, lao động cừ, tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp và đoàn thanh niên. Năm 1967, với sự hướng dẫn của giáo sư Đinh Gia Khánh, cậu sinh viên năm thứ tư Nguyễn Phú Trọng đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp về đề tài thơ ca dân gian với nhà thơ Tố Hữu với điểm tối ưu duy nhất của khóa. Cùng năm này, tức là năm 1967, ông vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, một điều rất hiếm hoi đối với sinh viên thời bấy giờ. Nhà trường có ý định giữ ông lại làm cán bộ giảng dạy. Bác Trọng cảm thấy rất vui và hồi hộp chờ đợi. Nhưng rồi thực tế lại diễn ra theo chiều hướng khác. Bác Trọng được điều động về công tác tại tạp chí Học tập, nay là tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Bác Trọng hoàn toàn bất ngờ và không khỏi băn khoăn, lo lắng, nhưng đã là đảng viên thì phải chấp hành sự phân công của tổ chức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu sự nghiệp ở tạp chí Học tập bằng việc đọc, phân loại, ghi phích, làm công tác tư liệu. Từ đó cùng với việc làm tư liệu, bác Trọng đặt cho mình nhiệm vụ viết bài bắt đầu từ những chuyên đề nhỏ. Năm 1971, theo chủ trương chung, ông được cơ quan phái đi thực tế dài hạn 1 năm ở xã Phú Lãm, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Bác Trọng ở nhà dân, ăn chung với dân, cùng bám đội, lội đồng,
tham gia lao động và sinh hoạt đảng như một xã viên, đảng viên của xã. Năm 1973, Bác Trọng được cử đi học lớp nghiên cứu kinh tế chính trị tại trường Đảng cấp cao Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Là học viên trẻ của trường Đảng cấp cao Nguyễn Ái Quốc lúc bấy giờ, nhưng Bác Trọng đi học đúng vào thời điểm bố ông nặng do tai biến mạch máu não, vợ mới sinh con, bản thân vừa mới phục hồi sức khỏe sau một thời gian bị chảy máu dạ dày, nên ông gặp không ít khó khăn. Năm 1981, Bác Trọng được cử sang Liên Xô làm thực tập sinh, học tập và bảo vệ luận án tiến sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Liên Xô thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Cuối cùng, Bác Trọng đạt được kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra, thi đỗ phần minimum với điểm tuyệt đối và là người đầu tiên của khoa bảo vệ thành công luận án trước thời gian 2 tháng. Tháng 8 năm 1983, Bác Trọng về nước, tiếp tục công tác ở Ban xây dựng Đảng của tạp chí Cộng sản, được đề bạt làm phó trưởng ban tháng 10 năm 1983, trưởng ban vào tháng 9 năm 1987 và ủy ban biên tập vào tháng 3 năm 1989, phó tổng biên tập vào tháng 5 năm 1990, rồi tổng biên tập tạp chí Cộng sản vào tháng 8 năm 1991. Năm 1992, Bác được phong học hàm phó giáo sư và 10 năm sau, tức là năm 2002, Bác được phong học hàm giáo sư. Tháng 8 năm 1996, giáo sư Nguyễn Phú Trọng được Trung ương điều về làm phó bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm trưởng ban đại học, phụ trách công tác tuyên giáo của Thành ủy. Tháng 2 năm 1998, Bác được điều lên Trung ương phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giáo của Đảng, phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Từ tháng 8 năm 1999, tham gia Thường trực Bộ Chính trị, trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn văn kiện Đại hội 9 của Đảng. Tháng 1 năm 2000, Bác lại được điều về làm bí thư Thành ủy Hà Nội. Ở đây, Bác đã cùng tập thể Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất nhiều chủ trương đúng và lãnh đạo chỉ đạo với phong cách dân chủ, quyết liệt, tạo nên những chuyển biến tiến bộ rõ rệt của thủ đô. Tháng 11 năm 2001, Bộ Chính trị phân công Bác kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Từ đầu năm 2003, Bác Trọng trực tiếp chỉ đạo công tác tổng kết 20 năm đổi mới, chuẩn bị và biên soạn văn kiện Đại hội 10 của Đảng. Trong 20 năm qua, giáo sư Nguyễn Phú Trọng đã tham gia nghiên cứu, tổng kết, biên tập nhiều văn kiện quan trọng của Trung ương như cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng năm 1991, báo cáo chính trị các đại hội 7, 8, 9, 10, một số nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, nghị quyết hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7, báo cáo tổng kết 20 năm công tác xây dựng Đảng 1975-1995, báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 20 năm đổi mới từ năm 1986 đến năm 2006. Chính vì vậy, cán bộ và nhân dân Hà Nội quý mến, tin tưởng Bác Trọng bởi trí tuệ, phong cách, tinh thần làm việc, tính khiêm nhường và sự nhạy bén linh hoạt trong giải quyết công việc của Tổng Bí thư. Nhiều người đã gửi thư bày tỏ tình cảm, sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có cá nhân ông. Những người cùng làm việc hoặc đã từng gần gũi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, ông sống rất giản dị, chân thành, tôn trọng, gần gũi anh em, đồng nghiệp, sâu sát thực tế, luôn lắng nghe ý kiến của quần chúng. Ông dường như chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Thứ Bảy, Chủ nhật, ông thư giãn bằng cách đi cơ sở, xuống tiếp xúc với dân, khảo sát thực tế hoặc đi thăm bạn bè. Báo chí đã kể nhiều về những chuyến đi của ông xuống tận địa bàn để tìm hiểu, kiểm tra và giải quyết những vấn đề khúc mắc như khu xóm Liều, Thanh Nhàn, khu xử lý rác thải Sóc Sơn, công ty vận tải xe buýt v.v. Những chuyến thăm viện dưỡng lão, trung tâm cai nghiện ma túy, trung tâm bảo trợ xã hội, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông là người có ý thức giữ gìn phẩm chất, đạo đức, không lợi dụng chức quyền để vun vén riêng tư cho cá nhân và gia đình. Đi làm, trưa ông vẫn thường ăn cơm ở bếp, tập thể cơ quan cùng anh em. Những cuộc họp, lớp, gặp gỡ bạn cũ, ông vẫn mày tao chi tớ, sôi nổi như thủa sinh viên. Ông thường bảo, con người ta mỗi người một số phận. Hôm nay làm việc này, ngày mai có thể làm việc khác, sống với nhau cốt ở cái nghĩa, cái tình. Tổng Bí thư còn bộc bạch, tôi biết có nhiều việc mình chưa làm được, nhiều dự định chưa hoàn thành, trong công tác còn nhiều khuyết điểm. Ở cương vị người chèo lái, tuyệt đối không được phép chủ quan, trái lại phải cố gắng, nỗ lực hết mình mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Trong khoảng thời gian nhiệm kỳ bí thư đầu tiên năm 2011 đến nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp công lao to lớn đối với đất nước, cụ thể về mặt đối ngoại. Với Trung Quốc, ngày 11 tháng 10 năm 2011, Bác Trọng thực hiện chuyến công du đầu tiên đến Trung Quốc với tư cách là Tổng bí thư. Theo như thông tấn xã Việt Nam, hai ông Hồ Cẩm Đào và Nguyễn Phú Trọng đều đồng ý tránh làm phức tạp tình hình ở Biển Đông và bình tĩnh xử lý những bất đồng thông qua đàm phán hòa bình. Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Việt Nam để cụ thể hóa những kết quả nhận thức chung mà lãnh đạo Việt Trung đã nêu khi Bác Trọng đến Trung Quốc trong chuyến thăm tháng 10 trước đó. Vào năm 2015, Bác Trọng đã có chuyến thăm đến Trung Quốc và ở đây hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, luôn nắm vững phương hướng phát triển của mối quan hệ Việt-Trung. Năm 2015, Bác Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên công du đến Hoa Kỳ. Ông cũng là Tổng bí thư đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm, Bác đã gặp Tổng thống Obama. Đây được coi là cuộc gặp lịch sử sau 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ và là 2 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Bác còn gặp Phó Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Clinton. Tại buổi nói chuyện ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Bác đã thẳng thắn nói về dân chủ tại Việt Nam với học giả của Mỹ trong nhiệm kỳ 2 năm 2016 đến năm 2021. Đặc biệt, khi Bác Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra một chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp, hiện thực hóa quyết tâm hành động thành cụ thể. Trong các bài phát biểu của mình, Bác Nguyễn Phú Trọng thường dùng hình tượng củi vào lò để thể hiện công tác chống tham nhũng. Lần đầu tiên, Nguyễn Phú Trọng nhắc đến khái niệm đốt lò là ngày 31 tháng 7 năm 2017 tại Hà Nội khi chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Với câu nói nổi tiếng, cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước rồi cả lò nóng lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công. Vào ngày 26 tháng 7 năm 2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tại đây Bác phát biểu, việc này phải thành nếp, không làm không được. Lò cháy rồi, không ai đứng ngoài cuộc. Anh đi ngược là lộ ra ngay anh thế nào. Và kết quả chiến dịch đốt lò của Bác Trọng đã khiến hàng chục ngàn đảng viên vi phạm bị kỷ luật, như ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, khai trừ khỏi Đảng, truy tố hình sự; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội, cảnh cáo chuyển công tác; Lê Thanh Hải, cách chức Bí thư nhiệm kỳ 2015-2020; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cảnh cáo; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thôi chức vụ; ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thôi chức vụ; ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam miễn nhiệm toàn bộ chức vụ; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Trưởng ban Kinh tế Trung ương thôi chức vụ; và ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam miễn nhiệm toàn bộ chức vụ; và mới đây nhất là ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam miễn nhiệm toàn bộ chức vụ, và kèm theo đó là 21 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương bị truy tố. Và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định, các bác chờ mấy vụ sắp tới sẽ làm, có vụ tồn tích lâu rồi, nổi tiếng rồi, thậm chí là chạy trốn đi rồi, nhưng tôi bảo trốn cũng không thể trốn được, ngồi đấy chờ mà xem trốn có được hay không. Ai bao che cũng không được, ai bao che xử lý người bao che. Làm quyết tâm, quyết liệt, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của ta được nhân dân rất hoan nghênh, thế giới nể phục. Không những việc chống tham nhũng hiệu quả, việc đối ngoại trong nhiệm kỳ mới của Bác Trọng cũng vô cùng hiệu quả. Dạo gần đây, những thành tựu đối ngoại của đất nước đã đạt tiềm lực, vị thế, uy tín cao trên trường quốc tế, đưa nước ta trở thành điểm hẹn đến của các quốc gia. Kể từ khi Bác Trọng lên chức Tổng Bí thư năm 2011,
Việt Nam đã lần lượt nâng cấp quan hệ với các nhiều cường quốc lớn như: năm 2012, nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện với Nga, Ấn Độ năm 2016, Hàn Quốc năm 2022 và Nhật Bản năm 2023, Úc năm 2024. Đặc biệt với Mỹ là một nước cựu thù với Việt Nam, đích thân Tổng thống Biden đã đến Việt Nam và nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm 2023. Đến tháng 12 năm 2023 thì Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc sang thăm Việt Nam và nâng cấp cộng đồng chia sẻ tương lai. Việt Nam đã trở thành điểm sáng kinh tế trong bức tranh xám màu của nền kinh tế thế giới, thu hút FDI đứng top 30 nền kinh tế lớn mạnh của thế giới. Từ đất nước nghèo khó, lạc hậu nhất thế giới, Việt Nam đang khẳng định mình vươn lên, đó là nhờ vào đường lối đúng đắn của lãnh đạo ta, trong đó góp một phần công lao to lớn không nhỏ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã gạn đục khơi trong, đưa đất nước vào ổn định, thịnh vượng để người dân có thể an tâm phát triển, doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư. Tuy nhiên hiện nay, đã ngoài cái tuổi 80, cái tuổi xưa nay hiếm cũng đã đến lúc Bác cần được nghỉ ngơi. Việc lựa chọn nhân sự kế tục Bác là một điều khó khăn vì chưa thể biết ai có đủ sức đủ tài như Bác. Vấn đề này đã trở thành cái tâm điểm của dư luận và đã có lúc dư luận cho rằng người kế nhiệm Tổng Bí thư sẽ là ông Võ Văn Thưởng. Lúc bấy giờ là người đương nhiệm chức Chủ tịch nước. Quả thật lúc bấy giờ thì ông Võ Văn Thưởng là nhân vật khá sáng cho vị trí này, kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đốt lò vĩ đại nhất từ ngày thành lập Đảng cho tới nay. Và ông Võ Văn Thưởng cũng rất xứng đáng bởi vì trẻ trung, được đào tạo bài bản, được trải qua kinh nghiệm thực tiễn. Nhưng mà sự thật thì quá bẽ bàng, đúng như người xưa đã nói, dò sông, dò biển, dễ dò, chứ ai lấy thước mà đo lòng người. Chính vì vậy mà rất nhiều người hết sức ngỡ ngàng khi hay tin ông Võ Văn Thưởng từ chức Chủ tịch và được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức. Sau ông Võ Văn Thưởng thì dư luận, xã hội và cộng đồng lại xôn xao rằng vị trí Tổng Bí thư tương lai là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, vì ông Vương Đình Huệ cũng rất sáng giá. Ông ấy cũng được đào tạo rất bài bản, đào tạo chính quy, có học hàm, học vị cao, trẻ trung và vươn lên từ gia đình nghèo, học giỏi, kinh nghiệm trường đời, kinh qua thực tiễn và theo thông lệ đảng thì từ Chủ tịch Quốc hội thì sẽ lên làm Tổng Bí thư. Cho nên là dư luận đinh ninh rằng Tổng Bí thư kiêm nhiệm sẽ là ông Vương Đình Huệ. Nhưng tiếc thay, lại một lần nữa dư luận, xã hội và cộng đồng lại sai, đã ngỡ ngàng trong công tác nhân sự của Đảng. Ông Huệ thế là đã nối gót ông Thưởng từ chức và Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đồng ý. Như vậy thì cả hai con người sáng giá nhất trong dự đoán và tin tưởng của dư luận, xã hội và cộng đồng mạng về vị trí Tổng Bí thư trong tương lai đều đã nối gót nhau về nghỉ hưu. Để cho thấy rằng dư luận xã hội đã sai và thậm chí là rất sai trong việc mà đồn đoán về vị trí Tổng Bí thư. Thế mới biết làm công tác nhân sự không hề dễ. Như đã nói, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Tưởng giỏi, tưởng sáng đó, tưởng là tốt đấy, nhưng sự thật ngược lại hoàn toàn, bản chất sự việc hoàn toàn khác. Khi con người ta dễ bị đánh lừa bởi hình thức hào nhoáng, vỏ bọc bên ngoài. Bởi vậy cho nên Đảng ta đã từng nói rằng cán bộ của Đảng phải là người tài đức vẹn toàn. Trong đó, đức là yêu cầu phải có trước, tài sau. Đức phải được coi trọng trước. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy, có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Vậy nên, khi chọn cán bộ Đảng, chọn cán bộ cho nước thì phải đủ đức, đủ tài thì mới tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng được. Nếu như mà không xây dựng được lớp cán bộ như vậy thì đất nước ta, Đảng ta, nhân dân ta thật sự thiếu phước phần. Vậy thì quý vị đón xem ai sẽ là Tổng Bí thư kế nhiệm? Rất khó phải không? Xin gửi quý vị nghe câu chuyện có thật do người thật kể lại và đã được đăng trên báo. Câu chuyện chiếc thiệp báo hủy muộn của Tổng Bí thư được giáo sư Nguyễn Minh Thuyết kể. Và câu chuyện giáo sư kể như sau: anh Trọng có hai người con, một người gái, một người trai, đều là những viên chức nhà nước và là các công dân bình thường như bao người dân khác. Có thể có người gặp các cháu trong công việc hay cuộc sống thường ngày không hề biết bố cháu là Tổng Bí thư của Đảng, vì chẳng bao giờ các cháu nói ra điều này. Lần gả chồng cho con gái khi là cương vị quyền cao chức trọng, ngoài gia đình và họ hàng, anh Trọng chỉ mời những bạn bè thân thiết,
từ hồi học phổ thông đến đại học và sau này đến dự đám cưới. Còn những người khác, kể cả những người quyền cao chức trọng hơn anh nhưng không phải là bạn bè cũng không mời. Cuối năm 2009, tôi có nhận được một thiệp báo hỷ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi ấy là Chủ tịch Quốc hội. Do không để ý đó là thiệp báo hỷ, mở ra thấy đã qua ngày cưới của con trai ông, mà tự nghĩ mình không phải là người xa lạ gì với Chủ tịch vì làm việc trong tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng 11 và gặp ông hàng tuần, tôi thấy rất áy náy. Tôi gọi điện hỏi thư ký của Chủ tịch tại sao thiệp mời gửi muộn thế. Anh ấy cười, đó là thiệp báo hỷ. Anh Trọng nhờ tôi sau lễ cưới mới gửi thiệp báo hỷ và cũng chỉ gửi cho một số anh em. Xét nghĩ, qua cách ứng xử này của lãnh đạo cấp cao, nhiều cán bộ cấp dưới nên xem lại mình. Ngẫm lại thì khó có ai mà được như bác Trọng. Làm được như bác hoàn toàn không dễ. Nó phải vượt qua lòng tham, vượt qua cái sự trói buộc tập quán về truyền thống. Nó phải đạt tới cái đỉnh cao của lòng tự trọng. Nó phải đạt tới đỉnh cao của đức. Một khi mà đạt tới đỉnh cao của đức thì sẽ có cái nhãn quan này, sự tuệ minh nhìn xa trông rộng. Vậy nên câu chuyện đốt lò của bác Trọng cũng phải khởi nguồn từ cái đỉnh cao của đức. Vâng, kính thưa quý vị, việc bàn tán ai là Tổng Bí thư kế nhiệm sau này chúng ta không nên bàn nhiều. Chỉ mong rằng bác Trọng có sức khỏe, nhãn còn sáng, tuệ còn minh thì bác ấy vẫn cứ làm Tổng Bí thư cho đất nước. Nghĩa là khi nào dân tin, dân còn cậy thì xin bác hãy cứ phục vụ cho dân, vì dân, vì nước. Khi nào mà bác không còn sức khỏe nữa, lúc đó thì hãy thôi. Thưa quý vị, kể ra cái sự mong muốn này thì có hơi tham một chút. Và thậm chí quý vị cũng có thể nói rằng hơi ác đối với bác Trọng. Nhưng biết sao được, khi bác đã sống thực sự trong lòng dân thì có ai mà có thể thay thế được. Đó là sự thật. Chúng ta nên tin tưởng rằng nếu sau này bác Trọng được dân cho nghỉ thì người kế nhiệm bác với vai trò Tổng Bí thư phải là người học trò, người đồng chí xuất sắc nhất, phải là người từng kề vai sát cánh với bác Trọng trong công cuộc đốt lò vĩ đại nhất thế kỷ mà ở tiền lệ Việt Nam chưa bao giờ có. Đó phải là một Tổng Bí thư nhân hậu và dũng cảm, nói tiếng nói của dân, làm vì lợi ích của dân và sẵn sàng hy sinh cho đất nước, cho nhân dân. Còn quý vị nghĩ sao về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.